Xong chưa, xong chưa? Hai cho con gân ra coi. Okay. Nó có gần đâu. Cái tiếng nó đi gần rồi ơi. Anh quay đầu lại luôn anh. Cái đầu đó cho nó xuống dưới mình cho nước nó chảy luôn. Đó. Đi ra đi, quay đầu lại. Sao không gân phụ cha? Hả? Ê, trời ơi cô kìa. Rồi để cha để xuống, cha sửa xuống đây. Vừa dắp mí. Chưa, để cha kéo sắt vô. Trời ơi. Hổm à, hổm gầy. Đó. Lấy gì nữa? Trời ơi, thôi đừng là khỏi lấy đồ chơi đi, bữa nay tắm không đi. Sát vô chút anh. Nó nó đi lấy đồ chơi nữa. Rồi kìa nó. Rồi kìa. Đi bắt cá xong rồi giờ kìa, kìa. Lấy cái bảng lại đi con, để cái bảng lại. Đúng rồi. Có con nào nữa không? Con nào ướt không? Cái kìm bỏ lại luôn. Hai con cây nữa, con cây kìm nữa. Trời ơi, nó thảy nó quăng rồi kìa. Rồi. Rồi xong rồi, rồi rồi xong rồi. Bữa nay cho vô cha, bữa nay cho cha tắm với chuột, bữa cho chuột nó trắng nước cha bữa cho biết nè. Hổng gài tắm với mẹ không? Hổng gài tắm với mẹ không, nó trắng nước mẹ không? Đó, một xe rồi cha vô trước. Cha vô trước. Tí sợ rồi, nó sợ cha nó vô trước nữa. Người ta. Trời ơi kìa. Kìa. Lạnh không? Trời ơi, đương ăn cơm lỡ dở. Đương ăn cơm lỡ dở không bà cô chú? Đương ăn cơm lỡ dở rồi ăn được muỗng hay muỗng nghe cha về kiếm cá mê bắt cá luôn. Mê bắt cá luôn rồi xong rồi ta thời đòi tắm hồ bơi luôn. Chuột nãy giờ chuột chào ông bà cô chú chưa? Bà cô chú kìa. Chuột ơi. Hết chuyện chơi lấy xe hứng nước vậy đó hả? Chuột. Chuột à. Nó hư rồi, xe đó nó hư lâu rồi, xe đó thằng Quân lụm mà. Toàn là đồ lụm đồ cho không không một. Toàn là đồ lụm đồ cho không không bà cô chú. Mấy cái xe mấy cái này con này con kia chú nó cho ta đi làm á, người ta lụm đem về, ta bỏ đem về. Đây kìa. Chuột. Nè 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 thuyền chặt. Chặt bà cô chú kìa. Đây kìa. Chào bạn chú rồi. Đứa là chào bạn chú ơi. Con đang làm gì? Thôi kìa. Ừ mê ngút ngàn ông bà cô chú ơi. Thiệt. Thiền chạy nè. Bữa nay mẹ không tắm, mẹ cho cha tắm. Thiền nó của ai? Thiền nó của ai chuột? Thiền của ai? Nè nè chạy nè. Mê chơi chiếc xe rồi. Ủa nó thấy chưa? Bị cha bắt nước. Thua chưa? Thua chưa? À, thua chưa? Đi này, đây này, đi thiền này. Cha tắt nước nhiều quá mà. Phải lắm luôn. Phải không chuột? Hả? Chuột ơi phải không? Rồi cái phát nước cha có vô mình cha đâu. Ủa anh nãy em động cá chưa? Trời ơi sao không động cá luôn hả? Mình vô hồi nó chết đó. Tắm lên nè cha vô à. Không dễ gì chịu. Ôi đừng tán ứng mình mẹ. Mẹ chạy mới được. Bấm rồi tập bấm rồi. Bấm rồi. Lội đây. Bơi à? Ồ, chuột bơi kìa.
uống nước à. Bơi kìa, bấm 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 cái giò cái đó đó. Thôi kìa. Rồi nhiêu nước được chưa? Phá nước được rồi. Nhiêu nước được rồi, phá đi để nhiều quá, hồi uống nước. Phát không? Giờ này tắm lạnh không? Chừng nào lên? Chưa có lên ông nội ơi, nghe nó trả lời không mẹ? Con nói con gì? Con phu phu gì? Con bò sữa. Bò sữa à? Bò sữa. Biết con đó con bò sữa luôn. Mê lắm. Nó mà có. Nó tát nước à, nó tát nước anh à, nó đi dắt nước anh đó. Đó, nó gần, nó gần. Làm đâu lại rồi xong dơ con bò sữa luôn. Dơ rồi. Dơ. Dơ là bỏ đi vô đây nhét không được. Thôi thôi đừng có lụm vô, chơi con voi con này kia đi. Nó có thua đâu. Lụm nó đi dơ đó anh. Đi lụm con bò sữa. Rồi lấy cái chai rửa mới được, để cha phát nước coi rửa anh phát nước rồi xong luôn. Khỏi luôn, cắt không rửa giò. Cái chai rửa giò. Rồi khỏi rửa luôn. Quậy luôn. Ơi. Đó. Thì bữa nay em còn con chuyện em đương làm dở dang đó mà về nhà hai cha con rồi tắm hồ bơi, chuột rồi tắm hồ bơi, cha cho tắm hồ bơi luôn đó ông bà cô chú nữa. Mê lắm. Mê lắm mà ít có thời gian á ông bà cô chú này, không có thời gian cái rồi em đâu có cho tắm nhiều đâu, có bơi hồ bơi bữa hổm em bơi xong em bơm xong rồi bỏ luôn, không có xẹp thì bữa nay bắt đầu xẹp, mà xẹp chắc phải lâu lâu nữa mới cho nó tắm nữa, nó thì nó khoái tắm lắm nhưng mà em không có thời gian cái đầu để uống kìa, uống ôi trời ơi. Nữa là nghỉ nha, nó chịu mới sợ đó. Nó chịu mới sợ à, tắm cả tiếng đồng hồ vẫn được luôn á ông bà cô chú. Gội đầu cho cha luôn, gội đầu cho cha luôn. Chuột giật cha nằm xuống, giật cha nằm xuống như mẹ sao đó, trời ơi nó giật em nằm xuống rồi cái đầu hết cho nó nằm lên, nó gội đầu, nó thối nước, nó cừ, nó phái rồi nó gội đầu rồi. Cha có tắm đâu, thối xong nó chạy mất tiêu à. Bơi. Rồi cha bơi rồi kìa. Uống nước hả? Chấm lộn rồi nghe, hồi chấm lộn rồi. Chết rồi, làm trâu rồi. Làm con trâu nước rồi. Hai cha con chuột làm trâu nước rồi. Giặt rồi nè, giặt trâu nè, nó. Nó đợi nó hút nước, đặng nó lên nó đổ anh đó. Nè. Nó trèo lên chưa, nó trèo lên cho bằng được chưa. Ở đây nè bà cô chú, mẹ em nãy giờ bả ngồi bả làm nè, bả làm hàng á, rồi được rồi bả làm, mà em chưa có thời gian em làm á. Vô bỏ đây lên nha, bỏ đây tắm lên nha. Còn ở đây tắm lên cho cha vô cho bằng cá nấu cơm nha. Nha chuột. Dễ gì. Còn đây tắm lên nha. Dễ gì chịu. Xả ra nha. Xả ra đi. Không. Mới không mà. Thôi. Chuột ơi bắt ốc cho kìa chuột. Chuột bắt ốc cho kìa. Con cắm.
bác cho. Con cảm ơn bác đi. Em mua 400 mấy á chị. Ờ hồ này bơm đầy là nhiều nước lắm mà cho nó đâu cho tắm đầy đâu, tắm lần có nhiều đó à. Ừ. Thôi đừng có ăn bánh đương tắm mà. Để ngoài đi. Chút ăn. Chút ăn cái đó nó ướt hết dân ở đây mẹ cất đi. Chút vô ăn. Nghỉ ngay xả nha. Xả đi nha, xả đi nha. Nó rồi nó thấy có bánh rồi ông bà cô chú. Thấy có bánh được bác cho rồi cái đồ. Ừ. Cái bánh được bác cho rồi giờ cái lại từ xả nước đang đi vô đang ăn bánh nè. Đâu xả nước lúc nào đâu. Được nói không? Ừ coi nó mò kìa. Lắm gì sức luôn quá. Nó mò kìa. Được không? Ôi trời ôi trời. Gì hả? Được. Con gịch. Nghỉ thôi nghỉ lộn nút á. Gịch hồi gịch mà gịch cơ kìa. Gịch. Xả phà xả hơi luôn đi anh. Hả? Ra nước chưa? Nó đầy hết rồi sao mà nó ra anh phải dở lên nó mới ra nhưng mà giờ anh xả hơi đi rồi nó chảy nước ra luôn. Đâu còn bơi nữa. Lâu lâu mới bơi nữa, anh gịch hơi ra xả hơi luôn. Bữa nay xả hơi luôn bà cô chú ơi, bữa hổm là sẽ tắm để rồi bữa nay ta để luôn. Không có xả. Gịch cái nữa. Ra rồi thấy gì đó. Hai cha con làm hồi sức hết trơn luôn hư luôn coi kìa. Coi mặt nó coi kìa. Để cho xả cho. Coi kìa. Chuột à gom đồ chơi bỏ vô vỏ con. Anh gịch mạnh ra lòi cho nó lòi ra. Nó lòi gì đó. Nó. Rồi rồi cha xả rồi. Rồi rồi chuột lấy đồ lấy lại. Chuột. Chuột trời ơi coi ổng xạo ổng dở nước ổng dở. Dở cái đó đừng cho nước nó chảy ra đâu mà cô chú coi kìa. Anh thấy nó mạnh không anh? Thấy nó mạnh không? Rồi bác vô kìa đừng bắt coi kìa nó đạp nước cho chảy ra con lượm đồ chơi bỏ vô vỏ để lên lấy vỏ đi lấy vỏ lại đạp chút xíu à đạp chút xíu trôi đồ chơi hết trơn rồi kìa trôi đồ chơi nữa dạ xong rồi đương xả hồ bơi nó cho nó xong rồi vô tắm rồi tắm xíu à tránh đường bắt vô nữa kìa nặng không anh chuột con lụm cái đó lên kìa anh lụm cái đó lên nữa kìa con lụm cái súng lên kìa bạc hả bạc vô đậy hả anh à anh đem qua bên bển cắt luôn đi chuột ơi giờ con mới ba ông bà cô chú đi con xong chưa chuột xong chưa chuột chuột à okay. Chùm nó luôn đi chùm nó luôn đi cho nó ở trong đó luôn cho nó ông đó luôn cho nó ông đó luôn anh còn xả dưới đít nữa đó chứ không cái nhỏ ừ anh xả cái chỗ nhỏ đó nè bây giờ con tới ba ông bà cô chú cho con cảm ơn ông bà đi nè dòm vô đây dòm vô đây đây nè con máy quay ở đâu con cảm ơn cảm ơn ông bà chú chú anh chị rồi sao nữa cái điện con sửa cái gì nhớ cho con gì mới được chứ em một răng có gì nữa chia sẻ có gì nữa cái đèn làm gì có hướng sửa trời rồi bye bye hai tay bye bye trời ơi